Hôm trước chúng ta đã học về hàm, nhưng mà mới chỉ một phần về hàm. Tôi còn quay lại cái khái niệm hàm này, nhưng mà hôm nay tôi sẽ có một cái bài học riêng nói về làm việc với file. Thì ở trong chương trình chính ấy, sách giáo khoa hiện nay thì tôi biết là cả hai cuốn cuốn sách giáo khoa Kiến thức tri thức và cuốn Cánh diều đều không nói đến cái làm việc với file. Tuy nhiên tôi thấy cái này là quan trọng. Thế tôi sẽ nói thêm một cái bài nữa là chúng ta học cách nhập dữ liệu từ file và ghi dữ liệu ra file. Thì bình thường chúng ta học là chúng ta biết là trong Python chúng ta có thể dùng cái lệnh input ấy để nhập dữ liệu từ bàn phím. Rồi chúng ta dùng lệnh print để đưa dữ liệu ra ra màn hình. Như vậy là bàn phím và màn hình là hai cái vùng nhập vào và đưa ra chuẩn của Python. Còn nếu chúng ta muốn đưa dữ liệu ra file hoặc là nhập dữ liệu từ file thì chúng ta phải làm thêm một số động tác. Thì nhưng mà trong các cuộc thi thi sinh giỏi phần lớn là người ta làm việc là cần phải nhập dữ liệu từ file và đưa dữ liệu ra file. Bây giờ tôi nói cái đó nhé. Thế thì cái file nó là cái gì? Thì cái file mà chúng ta học ấy là thì nó, chúng ta học cái nhập vào lại cái file thì nó cũng giống như là đối với Pascal và C, là chúng ta làm việc với các cái file text nhé. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu một chút về cái cấu trúc của một file text nó như thế nào. Đây thì ngay ở trong cái màn ở trong bất cứ một trình nào chúng ta có thể tạo ra cái file văn bản, cái file gọi là nó là text file, đúng không? Thì tôi nói một chút về cái file nhé. Thì thế nào nó gọi là text file, tôi đã quen rồi đấy. Hay là người ta dùng cái từ là plain text file. Nó là cái gì? Nó là cái file mà chỉ gồm toàn chữ thôi. Khi chúng ta tạo ra cái file đó thì thông thường cái file đó nó có dạng như này. Nó có dạng là gồm có nhiều dòng. Ví dụ nhé, dòng thứ nhất là số n, dòng thứ hai là các cái tên người, ví dụ như là Bình, ví dụ như thế nhé. Ví dụ như tôi làm cái file là Bình, sau đó là điểm của anh của người đó, ví dụ như 8.5, ví dụ thấy có hai cách nhau bởi số cách như này, rồi là người thứ hai là 7.6, người thứ ba là Oanh chẳng hạn, đúng không? 5.5. Ví dụ n thì bằng 3, ví dụ đây là 3. Đấy, thì ví dụ như vậy nhé. Thì như vậy là cái dòng đầu tiên là cái số lượng của học sinh trong lớp này là số 3 chẳng hạn. Thì 3 dòng tiếp theo là mỗi dòng là tên một người như này. Thì đây nó là một cái file text. Thì là như thế nào? Thì là như sau, thì nó gồm có nhiều dòng, mỗi dòng là một số ký tự nhé. Như vậy cái file này ý nghĩa là nó gồm nhiều dòng. Mỗi dòng là một số ký tự bất kỳ. Ký tự. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta mà đây là đối với bình thường chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà nếu chúng ta mà hiểu sâu một chút nhé, thì khi mà các bạn mà học số con mà mở cái file này ra để chúng ta xem kỹ hơn thì nó như thế này. Thì như sau, thì đầu tiên nó là cái số 3, nó là một số 3, là sau số 3 nó là ký hiệu này là cái chéo nữa, các bạn nhớ lại là cái chéo nữa là cái tự dễ thoát ấy, là nó chỉ là cái tự xuống dòng. Sau đó là bình sau đó là 8.5, là nó sâu hết nhé, và chéo n ở đây. Đấy. Sau đó là hà 7.6 chéo n. Đây là Oanh 5.5 chéo n. Đấy, thì như vậy là nếu chúng ta mà mở ra, chúng ta gọi là giải phẫu ra cái file đó, thì tất cả cái này nó là một sâu thôi, nó là một sâu. Và nó có ví dụ như là số, nó có ví dụ như là 3 này, chéo n này, xong là bình này, bình 8.5 này, chéo n này, làm sâu như này thôi. Nhưng vì có cái chéo n này cho nên là khi chúng ta in ra thì nó sẽ xuống dòng như thế này. Chúng ta quan sát thì nó sẽ xuống dòng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử cái file đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học nhanh. Bây giờ sẽ có hai cái thao tác. Một thao tác là
đọc dữ liệu từ file và hai thao tác là ghi dữ liệu ra file nhé. Bây giờ làm thử một cái file gồm có đầu tiên là số n là số người, tiếp theo là n dòng đúng như đây nhé. Mỗi dòng như vậy là gồm có là tên học sinh này, sau là điểm số của học sinh này, đấy, và có n dòng như vậy. Chúng ta làm qua trên màn hình nhận thôi. Thì tôi làm, tôi đi một cái file nhé, đi một cái file. Thì mặc định mà nói thì cái file này nó sẽ đuôi nó là đi. Ở đây tôi có hoàn toàn tôi tạo ra cái file là file text hoàn toàn. Ví dụ nhé, tôi biết đây là số 3 này, enter này. Nó tôi ví dụ như là tạo ra file này thôi. Là Bình này, 5 này, là Hà này, 6 này, tiếp theo là Oanh này. Ví dụ nhé. À, điểm như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ ghi, thì tôi bấm S tôi ghi, thì khi con S tôi ghi thì tôi sẽ để tôi chọn thư của tôi đã, mình tôi chọn cái thư của chúng ta, tôi ghi ra một cái file để chúng ta lưu lại nhé. Thư của chúng ta là thư mục gì đây? À, này, hôm nay là buổi thứ 8 nhé. Đấy, bây giờ tôi chọn ở đây tôi không Python, bấm tôi chọn là kiểu là text file để chọn nhé. Cái này chọn kiểu plain text đây, bây giờ nó có nhé, plain text nhé. Thì kiểu plain text ấy, thì thông thường nó đuôi là txt, mà tôi có thể sửa lại. Ví dụ tôi viết cái file này là data in p nhé, đuôi in p save đó. Thì cái file chúng ta là file data.in. Thông thường khi mà trong các cái đề thi học sinh giỏi thì các cái dữ liệu chuẩn để vào ra thì riêng để đọc vào thì người ta kiểu là in, đuôi là in, dữ liệu đưa ra kiểu là out. Thế đây là một ví dụ, một cái minh họa cho một cái file, cái là data.in là file mà tôi muốn đọc dữ liệu cái file đó vào trong bộ nhớ nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm cái file như vậy. Thì như sau này, thì đây thì tôi đi một cái file và tôi lập chương trình luôn ở đây nhé. Làm như sau này, thì cái file mà chúng ta tạo ra đó nó phải ở cùng thư mục với cái file data này cho nó dễ nhé. Cái file Python ấy muốn đọc dữ liệu trực tiếp từ cái file nào đó, chúng ta phải đặt cùng thư mục với cái file đó. Nhưng mà tôi làm như sau, tôi làm cái file tôi đọc lại y chẳng hạn, đọc file in nhé, và tôi viết ra cái tên file ví dụ như là in. Tôi làm như sau nhé, phải có cái lệnh mở file, tạo ra một đối tượng file và mở cái file này ra, sau đó đọc dữ liệu ra, sau đó đọc xong xử lý xong tôi phải đóng cái file lại, tôi thoát ra vì tôi mới gửi này file lại một nhé, là đọc dữ liệu một nhé. Bây giờ tôi đọc các bạn cái lệnh nhé. Như vậy là fi bằng data và tôi kiểu f là cái file thì như sau. Này là open là lệnh rất quan trọng, lệnh để mở file. Thì lệnh open mỗi quần này nó có một thao số đầu tiên chính là cái tên file mà tôi gọi đây là fi. Viết data.in cũng được, fi rất dễ nhé. Và bên cạnh đó tiếp theo là ký hiệu để chỉ là đọc hay là ghi. Thì nếu đọc thì chúng ta dùng ký hiệu lại R. Nếu mà hai để ghi là V. Đây là R là đọc nha. Yeah. Số thứ hai là kiểu đọc. Số thứ ba nếu mà không thế này vẫn mở được nhé. Đây cái này là mở được. Đây là cái lệnh là tạo ra một đối tượng là đối tượng file tên là F và mở cái file có tên là FI ở trên màn hình, ở cùng thư mục đó. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này là lệnh mở file nhưng mà chỉ đọc được cái mã cái dữ liệu là text là ASCII thôi. Còn nếu chúng ta muốn đọc dữ liệu cả tiếng Việt là Unicode, của chúng ta có được Unicode như này, có Bình Hà Oanh này. Đấy, thì muốn đọc dữ liệu Unicode thì chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải ở đây chúng ta phải thêm một cái tham số nữa là như này. Đó là encoding bằng mở nháy bây giờ là UTF-8.
là một cái đây lên một cái mã hóa các cái dãy Unicode bằng 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 các cái bằng bài bằng các cái bài yeah. Trong chương trình tin 10 là có một cái phần giải thích cái khái niệm của cái F8 này, nhưng mà ý là gì? Ở đây chúng ta nếu không có cái tham số này ấy, thì file này vẫn mở được ra để đọc, nhưng mà chỉ đọc được các dữ liệu các cái ký tự là ASCII thôi. Còn nếu mà trong ký tự đó mà có cả ký tự Unicode khác thì phải dùng cái encoding UTF-8 này nhé. Và như vậy là cái lệnh này là cái lệnh là đã tạo ra một cái đối tượng là file và sau đó là bắt đầu mở được rồi, bắt đầu đọc được rồi nhé. Thì cái lệnh đọc file nó có nhiều lệnh lắm, nhưng mà chúng ta sẽ học một số lệnh cơ bản thôi. Thì nó có hai lệnh cơ bản, có một lệnh theo tôi có hai lệnh, có lệnh này cơ bản nhất này là để tôi ghi vào đây cho nên chúng ta dễ nhé. Đây chứ, giả sử F là đối tượng file, F là đối tượng kiểu file. Đấy. Thì F có rất nhiều game lệnh, có nhóm lệnh, có nhóm phương thức để đọc, có nhóm phương thức để ghi. Thì các phương thức đọc thì tôi mô tả ở đây. Cái phương thức đọc. Phương thức đọc. Đọc dữ liệu kiểu file nhé. Chúng ta chú ý là đối với Python thì cái file đó chúng ta hiểu là các cái dòng, mỗi dòng một sâu, một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng đó, được chưa? Thì lệnh đầu tiên mà chúng ta biết là lệnh có thể là f.readline. Lệnh này sẽ đọc từng dòng một lần lượt từ trên xuống dưới từ file và trả lại từng sâu một. Nên khi mở, khi bắt đầu lệnh, khi mà chúng ta mở cái file ra thì cái file chúng ta nằm ở đây nhé, cái file này này, đó, cái file này ở đây, thì nó có một cái gọi là cái đầu đọc nằm ngay ở cái đầu này. Vậy khi bắt đầu mở file thì cái đầu đọc nằm ở ngay phía trên, và lệnh này là sẽ đọc từng dòng một, đọc hết một dòng, sau đó là xuống dòng, chuyển dòng thứ hai, thì lệnh này sẽ trả về từng dòng một, được chưa? Thì đó là lệnh thiết chúng ta sẽ biết này. Cái lệnh thứ hai mà chúng ta sẽ hay dùng nữa là gì? Đúng rồi đây. Lệnh thứ hai chúng ta sẽ hay đọc nữa là gì? Bây giờ tôi muốn là gì? Như vậy dùng lệnh hết line là đọc hết rồi, đọc được tất cả, nhưng mà tôi muốn là đọc lần lượt từ trên xuống dưới. Từ vị trí này chỉ đi chẳng hạn, trên xuống dưới thì dùng như sau, tôi dùng cái lệnh dùng cái lệnh là line in f. Có thể là không phải là như thế, mà là như này, thì lại không phải là như thế, là này, là lệnh for cơ, lọc cơ, nhé, đây, là for line in f hai chấm xuống, thì có bạn thấy lệnh for này là giống lệnh lặp, lệnh duyệt không? Thì giống duyệt trên sâu, duyệt trên dãy, trên mảng. Thì ở đây line là cái line nó sẽ là theo từng dòng một. Một dòng, hai dòng, ba dòng cho đến hết thôi. Lệnh này là đọc từng dòng một, đọc từng dòng từ vị trí hiện thời đến cuối pha. Đến cuối pha. Đó. Được chưa? Thì đây là hai lệnh cơ bản nhất. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái cách làm của chúng ta nhé. Chúng ta nhớ hai lệnh này nhé. Bây giờ tôi quay lại cái chỗ này. Được chưa? Thế nhưng mà bây giờ ở đây là gì? Ở đây là sau lệnh này thì là cái F đã là tạo thành một đối tượng file rồi, đã mở cái file này ra và sẵn sàng làm việc. Được chưa? Đấy. Và là theo như sau này. Lệnh đầu tiên là gì? Là tôi sẽ đọc cái dòng đầu tiên chính là cái số 3 này. Thì nó đọc cả dòng rồi, nó là một số thôi, cho nên tôi đọc vào mà tôi chuyển thành thẻ n luôn thì làm như sau nhé. Đây. Thì viết là n này bằng này in này mở bằng này f chấm read line. Đúng không nào?
Lệnh F4 deadline này là lệnh đọc một dòng đầu tiên, vì đây ta bắt đầu mở ra đọc đọc một dòng đầu tiên. Đấy. Dòng đầu tiên của chúng ta chỉ có một số thôi. Tôi dùng ngay cái hàm in này để tôi chuyển sang là số n, như vậy dòng đầu tiên lệnh này đọc ngay số n là số 3 này. Đó. Nhé, cái này này. Nhớ là F deadline là cái lệnh này. Chính là cái lệnh này này, đấy. Deadline. Đọc từng dòng một, đọc từng dòng một. Nhé. Đó. Bây giờ đọc xong rồi. Bây giờ tôi tiếp theo tôi làm như sau, tôi sẽ em bài này tiếp theo tôi sẽ đọc tiếp ba dòng tiếp theo của nó. Mỗi dòng là nó đầu vào của nó đọc vào là một sâu. Sau tôi sẽ phải tách ra tên và điểm của học sinh, được chưa? Tôi sẽ đưa tên và điểm của học sinh vào một cái vào hai cái mảng và hai cái list thì làm như sau. Đây. Tiếp theo nhé. À, tôi làm một cái em là chúng tôi dùng cái hàm là tên, gọi là tên nhé, tên là đây em cái mảng rỗng này, cái mảng thứ hai là cái mảng rỗng được ưu điểm này nhé. Và tôi for có hai cái làm, một là for từ gì đó chúng dưới cũng được, for line in f đấy, lệnh này là cái lệnh là sau lệnh này nhé, sau lệnh headline này thì con trỏ đầu độc nó sẽ chuyển xuống vị trí số 2, vị trí này. Sau lệnh này nó chuyển xuống vị trí này và tôi đọc tiếp xuống dưới, tôi sẽ dùng cái lệnh for này, for line thì nó chạy 3 lần, đúng 3 lần thôi, 3 lần. Nên thì lệnh là tôi có tua S thì bằng la luôn đây là đúng không? Line này chính là cái em line này chính là cái từ hàm của đấy, từ dòng một dòng là bình đấy nhá. Làm như sau này, thì tôi làm như sau, tôi sẽ tôi viết là line line tức là mà từng lệnh line lại lệnh thành sau cái lệnh này, sau lệnh split này thì nó cái line nó biến cái line này thành thành một cái mảng gồm có hai sâu. Sâu thứ nhất là tên, sâu nhất là tên là bình, sâu thứ hai là điểm số. Nhưng mà dưới dạng là gì, dưới dạng là sâu thì tôi sẽ phải chuyển vào cái tên, tên tôi chuyển vào cái mảng tên và điểm chuyển vào điểm như sau nhé. Đây là như sau này, tên nó sẽ tôi sẽ vào dùng mệnh tên đưa vào cái phần từ đầu tiên của line. Ok này, cái này để nên nó không hay lắm các bạn ơi. A đi, cái mảng A cho nó khác đi nhé. Thì ở đây là cái tên của nó sẽ là A không, là từ A không là cái line này là cái line này là cái lệnh này là sẽ tách ra làm hai, A không là tên, A một là điểm số. Thì A không là tên thì nó là sâu, tôi chuyển ngay vào tên thôi. Còn cái thứ hai là điểm, phải A một là cái sâu của điểm, tôi phải dùng lệnh in, lệnh float, tốt chuyển đi là một. Thì sau hai này, sau lệnh for line này là tôi nhập xong được điểm và tên và điểm nhé. Tên này, tên là Bình Hà Oanh này, điểm là cái này này đấy. Và tôi đưa vào cái hai cái mảng bằng tên và điểm nhé. Và đây xong, tôi nhập xong và nhập xong tôi thích mà tôi dùng lệnh đóng, dùng lệnh F close đấy. Nó cho phải an toàn. Thì đây là một đoạn lệnh, bây giờ in này nhé, bây giờ tôi in ra. Rồi nhé, bây giờ in ra, xong tôi em, tôi in ra. Này cho là cái đúng nhưng mà cái tôi cái điểm ra một chính xác không điểm đấy. Chạy thử nhá, này này chạy điểm
là chỗ này tôi thiếu mà thiếu một dấu. Cái A này có lệnh follow thiếu thiếu một dấu đúng không? Để chạy thử nhé, xong đúng không? Đấy. Cái tên ý là cái tên chính là Bình Hà Oanh, còn cái điểm này là không là 6.5, 9.6 và 10.0, thấy không nào? PN tôi in tôi tin là đây tôi print nó ra, hình như đây là print N ra. N chính là gì? N chính là N là 3 đây đúng không? Nhưng mà chúng ta vừa học vào lệnh đây lệnh mở file này. Tạo mở file tức là tạo ra một đối tượng file. Đối tượng là kiểu file. Tôi đặt kiểu là F nhé, file. À, dùng lệnh read line đọc từng dòng một. Đấy. Đây tôi dòng đọc N thôi. Sau tôi dùng lệnh for line in F để tôi đọc các dòng còn lại. Được chưa? Bây tôi kiểm tra lại nhé, bây tôi file này bây tôi sửa lại, cái này không phải là 3, nó sửa lại là 5 này. Và tôi thêm vào đây người thứ 5 là người thứ 4 là Hùng điểm, thứ hai là Quang, người cuối cùng là Quang, điểm nó là 7.9 chẳng hạn đó. Chỉ cần ghi lại nhé, thử cái này vẫn ra kết quả là 55 người là như sau. Chạy lại này, nó ra người là 5 người này, và Bình Hà Oanh Hùng Quang điểm là như này. Vậy chúng ta vừa đọc là chính xác, được chưa? Đó. Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ số 2 cho nó dễ hơn. Những bài này là bài đầu tiên tôi dành cho việc ta làm bài số 2. Bài số 2 là như sau. Bây giờ tôi tạo ra một cái file data mới này nhé. Tôi tạo ra file để tôi đọc dữ liệu. Để dữ liệu một nhé, data nhé. Bây giờ tôi new một cái file mới này. Đó. À, thì, sửa cái bài số 2 dữ liệu là như sau nhé. Dữ liệu của chúng ta chỉ là một dãy các số bất kỳ, có dãy các số nguyên nhé, 6 này, 0 này, 17 này, 9 này, 18 này, từ 20 này, 5 này, 6 này, không nữa này. Như vậy đầu vào của chúng ta tôi ghi ở trên file là một dãy các số nguyên. Chứ ra tôi không biết là bao nhiêu cả. Bây giờ tôi cần đọc dữ liệu từ file này và đưa vào một cái dãy ở trên màn hình. Được chưa? Thì màn này tôi ghi lại mà file chúng ta là chọn thuộc file là text file nhé. Lên text ở đây và tôi ghi đọc của nó là data2.in nhé. À, đó. Data 1, data 0 là như này, data 2 là như này. Và bây giờ tôi tạo ra một cái file là đọc dữ liệu 2 để đọc đọc dữ liệu từ từ cái file này và đưa vào trong một cái dãy của chúng ta nhé. Rồi, thế bây giờ tôi làm đây là đọc dữ liệu 1 này. Bây giờ tôi new cái file mà tôi làm đọc dữ liệu 2 nhé. Các bạn nhé, đọc dữ liệu từ data2.in. Để chuyện bài này bây giờ tôi làm đơn giản như sau nhé. Tôi có thể không dùng F được mới luôn, tôi dùng F bằng O bằng luôn O. Và cái file chúng ta ghi luôn vào đây là file là data2.in. File này phải này, cái file này của chúng ta là nó không có data 2 này, nó không có tiếng Việt cho nên không cần phải có cái lệnh mở như là bằng encoding nữa, không có. Còn cái error này này, cái error là mặc định, chỉ có thể là không có cũng được. Trên cái bài này tôi chỉ làm như sau, tôi chỉ này tôi mở ra. Như vậy là cái bài này là không cần phải ghi là này nữa. Cái kiểu này là mặc định để bỏ qua được, đang cố định là không cần nữa vì cái file là không không có tiếng Việt cho nên là nó là hoàn toàn là số ASCII hết, chứ là như thế này là xong. Vậy là F bằng open data2.in là xong, được chưa? Rồi tiếp theo là tôi sẽ mở và tôi bắt đầu đọc, nó chỉ có một dòng thôi chứ tôi chỉ biết là line bằng F là đúng dòng thôi, trên chiến này lại là không.
viết line, đọc đúng dòng mà trả về cái line này, được chưa? Đấy. Sau đó là tôi em dùng lệnh split, tôi chuyển ra a bằng line chấm học, nó rồi chúng ta phải làm lệnh nhanh, lệnh là tạo dãy nhanh. Tôi chuyển cái line này, dùng lệnh line là những tôi chuyển nhanh sang dùng lệnh split để chuyển thành một dãy các sâu. Sau đó tôi sẽ dùng lệnh tạo dãy nhanh, tôi biến đổi hết sang số nhanh như sau. Dùng lệnh thôi là xong nhé. Thậm chí ở đây làm xong rồi tôi có thể dùng lệnh là f close, dùng nó nữa mà dùng thế thôi. Và tôi dùng lệnh lệnh line là vẫn có nhé, line là một sâu nhé. Và tôi biến đổi luôn đây làm gì, tôi lại cho những lại lệnh nhanh nhất là in bằng một in cái gì, in cái line chấm đây như sau này. Chúng ta với cái đây là một dòng nhé, một dòng cái line này là chính là cái dòng này này, chính là cái dòng này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh split để tách ra thành một dãy các cái sâu. Sau đó chúng ta cho x chạy trên cái sâu đó, trên cái dãy đó, và chúng ta dùng là hàm in, chúng ta chuyển sang số và chúng ta đưa vào cái dãy a. Nhưng mà đây là lệnh nhanh nhé, lệnh nhanh. Cái này là tương đương như sau, này là tương đương như sau, là biết một đoạn để mô tả được. Thì dùng cái này mô tả nhé, đây là cái đoạn này. comment của một dòng dòng đây. Thì cái lệnh này này tương đương như sau này, tương đương như này nhé, nó tương đương là như sau, nó tên viết a bằng like đó là gì, đó là for in lên a lên a hai ba bốn nhé. Trong cái comment dài trên nó không đổi màu, nó không tự động xuống dòng, không tự động chụp vào, tôi phải làm bằng tay này nhé. Vậy là for in ren len a thì tôi sẽ biến đổi ai như sau, ai này sẽ bằng in của ai. Lệnh này này nó tương đương với ba lại với cái lệnh này. Đấy. Cái này thì nó dễ hiểu hơn, bài bản hơn. Nhưng mà khi quen rồi chúng ta viết lệnh cho nó nhanh. Đây biểu thị in đây này. A là chỉ là cái dãy mà ghi lại cái bài, nghe ghi lại cái bài này là đọc. Dữ liệu này. Được chưa? Để thử nhé. Xem nó chạy ra đúng không nhỉ? Đây này. Chính là 60179918 này. Đấy. Đây chính là cái dãy mà đọc từ cái file này. Thấy không nào? Có thấy giống nhau chưa? Họ đây chính là bài đọc dấu số 2 nhé. Như vậy nó chỉ có những còn lại chỉ có hai lệnh này thôi, nó chỉ là hai cái lệnh hay một lệnh này thôi nhé. Bây giờ thêm ngoài ra chúng ta có thể dùng lệnh này nữa này. Chúng ta có thể dùng lệnh này, lệnh cái lệnh mà như sau này. Lệnh số 3 nhé. Thì tương đương cái lệnh là for line in f, chúng ta có thể làm như sau, chúng ta có dùng lệnh này này, chúng ta có dùng cái lệnh là ví dụ chúng ta dùng cái lệnh là line bằng f red line. Nếu mà red line không thôi thì nó sẽ đọc mà nó như này, không thôi thì đọc một dòng, còn viết chữ s vào đây nữa, deadline thì đọc tất cả các dòng từ vị trí hiện thời xuống xuống đáy. Để sau đó là for line in line. Để thì lệnh này là nó tương đương với cái lệnh tương đương lệnh này,
Để thầy lấy hai dòng nhé. Lệnh số 3 cũng là tương đương nhau là như này. Lệnh số tư thứ tư tương đương lệnh số 2 này là như sau, là chúng ta dùng lệnh gì, chúng ta dùng lệnh viết L, chúng ta dùng dùng cái lệnh list để chúng ta biến đổi list này, và chúng ta dùng lệnh F là đổi toàn bộ cái nội dung của F này sang 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 dãy, sang sang là dãy các sâu, và đưa vào cái biến L là sẽ làm dãy các sâu. Và sau đó chúng ta dùng lệnh bình thường, chúng ta dùng lệnh là for line in L. Vậy là lệnh số 2 này là lệnh chúng ta hay hay dùng nhất này, hay dùng nhất thì tương đương với là lệnh 3 lệnh này, hoặc tương đương với lệnh 4 là lệnh này. Nhưng mà chúng ta hay dùng nhất là hạng này thôi, là đọc từng dòng tiếp theo, và lệnh này là duyệt từng dòng tiếp theo từ vị trí hiện thời nhé, từ vị trí con trỏ hiện thời đầu thời và cho đáy, cho đến hết file. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Như vậy tôi vừa mới demo xong cái hai cái lệnh, để tôi làm thêm lệnh nữa nhé. Ba lệnh để cho hay hay một tí nhé. Nhưng mà bây giờ tôi tạo ra một cái file mới. Giả sử cái file mới này chúng ta là gồm có nhiều dòng, mỗi dòng là hai số bất kỳ, và hai số đó tôi sẽ mô tả thành các cái điểm, các tọa độ của các điểm nhé. Đây. Số thôi, như là 3.7, 10, 11, 7, 10. Mỗi một dòng này nó có hai số, nó có rất nhiều dòng, không biết là có bao nhiêu dòng tất cả, chưa biết nhé. 5, 6, 11, 100, 100, 10.8, này, có thể nhiều dòng bất kỳ nhé. 5, 5, 5, làm cái 9. Vậy đầu vào của chúng ta là gồm có nhiều dòng, chưa biết là bao nhiêu cả, và mỗi dòng như vậy gồm có hai số thực, cách nhau bởi số cách, và đây chính là dãy các tọa độ của n điểm trên màn hình. Được chưa? Và bây giờ tôi đưa cái này vào một cái mảng gồm có các cái điểm, các dãy điểm nhé. Và bây giờ tôi lưu cái file này lại dưới dạng là cái data bar nhé. Tôi chọn nó là kiểu là plain text, ghi ra với kiểu là plain text, không rồi plain text, và đọc dữ liệu thông vào là đã ba in. Okay. Đây. Bài này dễ nhiều, bài này tôi biết tôi tạo cái file mới và đọc dữ liệu, đọc bài này có tên đọc dữ liệu ba nhé. Đấy, và tôi sẽ đọc này là đọc dữ liệu, dạy các điểm, dạy các điểm, dạy các điểm, dạy các điểm, dạy như sau nhé. Đây bạn tôi gọi FI là open, open là chúng ta hơn đọc bài này là đáp đáp ba tiếng im này. Đây là bài bản file, sau đó tôi sẽ dùng lệnh F open open cái file này ra, open file là FI đã open đọc mở thì không cần cái tham số là error, mà vì cái file là file toàn chữ, toàn toàn là ASCII thôi, nên là số, cho nên không cần cái tham số là encoding nữa. Đấy, không cần tham số như cái là như thế này thôi. Rồi, và bây giờ tôi đọc đơn giản thôi, nhưng bắt đầu tôi đưa vào dãy A nhé. A của tôi là cái dãy ban đầu là như này nhé. Đấy. Và như sau này tôi làm như sau, tôi sẽ for đúng không, line in f dòng cuối là như vậy thôi. Và với mỗi cái dòng line như vậy là nó gồm có hai số, cái data ba là cái này nhé, nó có hai số thôi. Như vậy nó chính là tôi phải dùng lệnh hàm split để tách ra thôi, đúng không nhé. Đây, và tôi làm như sau này, tôi viết gọi là p đi, không, dùng gì nhỉ, dùng cái mà à, tôi dùng không lại em dễ nhé, là chuẩn mà sau đó tôi sẽ đưa vào A,
mà A sẽ làm dãy các cái cặp cặp điểm A, tôi dùng này pen luôn, pen nhé, các cặp điểm. Một cặp điểm của chúng ta là gì? Một cặp điểm của chúng ta là cái này, là plot, plot của line không bảy của line một, nó hai chỗ để đóng ngọc này là plot line này là cái này và đóng ngoặc. Vậy là mỗi một cái phần tử cần đưa vào A là một cái, đây là một cái list con gồm có hai phần tử. Hai gì đó là chính là cái line 0 và line 1 chúng ta tôi vừa chuyển sang float, chuyển sang số thực thì nó mới là số. Như vậy là A sẽ làm một dãy các cái tọa độ điểm. Các cặp tọa độ điểm nhé. Hay là khi mà đọc xong cho... sao? Vâng, thầy giảng lại cho em cái chỗ mà line bằng line.split ạ. Em chưa hiểu ý nghĩa câu lệnh đấy ạ. Tức là như là cái line, bây giờ line là for line in F, tức là line sẽ là từng dòng một F đúng không nào? Mà F của chúng ta là cái data bar nó là cái này, đây này. 1 2 nó từng dòng một dòng là một sâu. Đấy, một dòng một sâu, nhưng là sâu tức là vào sâu hết nhé. Khi mà sâu rồi thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ dùng lệnh split, chúng ta tách ra. Chúng ta line là một sâu, chúng ta tách ra là một dãy. Gồm có mỗi dãy sẽ là một cái sâu con là cái số là cái tọa độ điểm đấy. Thì chúng ta gắn nó vào line luôn. Như vậy ở trên này line chỗ này là một sâu, còn ở chỗ này này line đây là sâu này. Còn line này là đã đổi sang dãy mất rồi nhé. Cái này này cái viết thôi, tôi cũng có thể viết khác đi cho đây hơn, cũng dùng lại dùng lệnh là C cũng được chẳng sao nhé. Thì cũng sao thì nó dễ hiểu hơn. Đây sẽ là C bạn nhé. Đây sẽ là C, đây sẽ là C, nó dễ hiểu hơn. Nhé. Đây là C, tôi dùng C được. Như vậy là cái line này là cái bản thân line nó là một dòng. Tôi dùng lệnh split, tôi tách ra là tách ra và tôi sẽ em kết quả trả lại là một dãy các sâu, thì C là một dãy các sâu. C sẽ gồm có là dãy gồm có hai sâu. Mỗi sâu như vậy là một tọa độ điểm nhưng mà dưới dạng sâu. Như vậy tôi muốn chuyển từ vào A, tôi phải chuyển sang dùng hàm float để chuyển sang số thực. Đó. Tôi mới đưa từ append vào A được. Đấy. Ta chạy tới ta thấy ngay nhé. Giờ sau lệnh này chúng ta sẽ dùng F, chúng ta close lại. Đấy. Green nghe A ra ngoài, green nghe A ra ngoài. Đây cái này là cái file đọc dữ liệu 3 nhé. Đọc dữ liệu 3. Để thử nhé, xong đúng không nhé. Thế này, đấy. Bây giờ tôi làm cho hay hơn nhé, tôi hiện tôi for ok in A và tôi mỗi một điểm như vậy tôi in một hàng dọc in P, chạy thử nhé, nó sẽ ra chính xác hơn đấy. Em ra đây này, 3.7:10 này, cho các bạn xem nhé, thế này đây 3.7:10 nhé, dòng thứ hai là 11.799990 nhé, dòng thứ ba là 5.6 11.999 nhé, dòng thứ tư là 100 200 nhé, đấy. Như vậy là tôi là chính xác tôi mới chuyển cho em. Đây là các, đây là các phần tử, là các cái cặp cặp tọa độ một cái các cái điểm đấy, cái một trục bao chúng ta này. Các bạn đã hiểu không? Nhưng mà là nó khá đơn giản đấy, không có gì đâu, nó rất đơn giản thôi. Thầy ơi, cho em hỏi tí ạ. Ừ. Ở chỗ em lưu file ấy, là đuôi chấm in mà vì sao em lưu lại đuôi chấm in thì không đọc được mà phải chấm txt nữa thầy? Chấm gì? Ở cái đuôi file mình file dữ liệu vào ấy. Ừ. Em ghi là chấm in thì nó không đọc được mà chấm in rồi chấm thêm txt nữa nó mới đọc được thầy. Không. Thì mình đặt mà thì em không đặt, em đặt giống thầy nhưng mà nó vì sao nó vẫn phải kèm theo cái đuôi phần mềm của em, mình kèm theo cái đuôi chấm txt nữa nó mới chạy. Không không,
Cái này nhá, khi mà các bạn đặt tên các bạn phải đổi cái đuôi thôi. Đấy là các bạn đặt là cái tên là bên trong cái đuôi TST nó vẫn còn, thì bạn phải xóa cái TST đi, các bạn chỉnh lại thì nó mới được. Mặc định là ghi ra file text là nó mặc định đuôi nó là đuôi, là đuôi là chấm TST, chúng ta phải đuổi cái đuôi, đuổi cái đuôi đi thì nó mới được nhé. Đây là cái này là liên quan đến file thôi, không có gì. Thì chưa, thì đây là tôi vừa mô tả bản ba cái lệnh, là ba cái lệnh là đọc dữ liệu từ file nhé. Chúng nó có một lệnh đầu tiên là lệnh có thêm cái encoding này, để chúng ta đọc cái dữ liệu từ file, mà file nó có từ có tiếng Việt nhé. Còn không tiếng Việt chúng ta không cần. Còn cái error này có thể có hoặc không, nếu không có error thì nó hiểu vẫn là error, và lệnh open file là chỉ đọc đọc để mở, để mở file. Được rồi. Đó đó là cái như vậy lệnh đọc file, nhắc lại nhé. Cái đọc file thì ta phải tạo cái đối tượng là file và dùng lệnh open, và sau đó này là tên file, và sau đó là không có cái error này. Error là kiểu mở file thì mặc định là error, và mặc định là gì, là đọc. Còn có thể thêm cái encoding nữa, đây có được encoding bằng UTF-8 dùng để gì, dùng để mở file, để phép đọc được dữ liệu là tiếng Việt Unicode đó. Và khi mà đây là tạo đối tượng file để mở là riêng nhé, giống như là Pascal, cái file để mở riêng, cái file để ghi lại khác. Cái lệnh này là nó chỉ hiện được nếu mà file này là file có ở trên, là có trên trên đĩa, không có đĩa nó báo lỗi nhé. Nếu chúng ta là cái file PyP đó trùng thư mục với cái tên với cái file này. Được chưa? Đó thì đó là cái lệnh nhà đọc. Bây giờ tôi mô tả cái phép lệnh ghi file. Lệnh ghi file thì như sau, ghi file thì nó là cái phép ngược lại của cái đọc thôi. Nhưng mà chú ý lệnh ghi file là như sau này. Chúng ta vẫn phải tạo ra cái file, đối tượng file, nhưng mà chúng ta tạo ra cái file với cái kiểu là kiểu ghi. Khi tạo ra file kiểu ghi thì phần mềm sẽ tạo ra cái file đó và nó sẽ tạo rỗng từ đầu để chúng ta ghi lại, giống như là cái lệnh mà mở file để ghi của Pascal. Thì cái việc mà là tạo đối tượng file để ghi thì như sau, ghi ra thì là như sau, thì là f bằng là open, sau đó là tên file này cùng thư mục với cái file kia, và sau đó là thay chữ r bằng chữ v kép này nhé, chú ý đó. Thì cái việc này là bắt buộc phải có, không được bỏ ra. Chúng ta mà bỏ cái việc này ra thì nó hiểu là mở đọc, còn có việc kép tức là mở để ghi, và sau đó này thì có thể có không có cái encoding. Nếu chúng ta mà ghi ra toa số thôi thì không còn encoding này, còn chúng ta ghi ra cả tên tiếng Việt chẳng hạn, ghi họ tên tiếng Việt của học sinh chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng lệnh encoding bằng tua UTF-8. Đó. Thế đây là cái lệnh, đây là cái lệnh mà tạo ra một đối tượng file để ghi nhé. Thì khi mà làm này thì máy sẽ tạo ra cái file này ở trên đĩa, trên đĩa và cùng thư mục với cái file của chúng ta, và máy tạo ra và máy sẽ xóa nội dung và quay từ đầu, và chúng ta bắt đầu ghi từ đầu. Khi tạo ra một file thì máy sẽ tạo ra một cái file đó và nó rỗng, và đầu ghi sẽ nằm ở đây. Cũng như vậy chúng ta sẽ có thể ghi vào đây, ghi từng dòng từng tỉ một như là ý ra trên màn hình nhé. Đó. Thì lệnh ghi này thì nó có rất nhiều lệnh, nhưng mà tôi sẽ không dạy những lệnh của bản thân của hàm của đối tượng file, mà tôi sẽ mô tả các bạn lệnh khác, một thao tác khác. Chúng ta coi cái file này, chúng ta coi cái file này như là cái màn hình vậy, và chúng ta dùng lệnh print để chúng ta in. Lệnh print của chúng ta là lệnh in ra màn hình đúng không? Bình thường in ra màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái tham số nữa thì nó sẽ in ra cái file này giống hệt in ra màn hình. Giống hệt luôn. Thì chúng ta rất nhanh, chúng ta không rất đơn giản. Thì như vậy các bạn dùng lệnh print để in ra file là như sau. Thì bây giờ tôi sẽ làm ví dụ. Chúng ta làm thử nhé, nghĩa bài thứ nhất này. Bài thứ nhất tôi làm thử. Giả sử chúng ta
đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ in ra, tôi tính toán và tôi sẽ in ra hai số nhé, hai số là PQ chẳng hạn, lấy ví dụ thôi, đơn giản đấy. Là bài đơn giản thôi, tôi lấy m ví dụ như l bằng 10, đọc n bằng 17, bất kỳ nó tôi biết là p, ví dụ p bằng là m n mà q bằng m thì n lần trước ta sử như vậy. Và bây giờ tôi sẽ ghi ra màn hình ra file hai cái số là pq nhé. Thì tất cả các lệnh ghi ra file thì tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ khuyên các bạn dùng đúng lệnh print để chúng ta làm thôi. Thì các bạn như sau này, nếu chúng ta in ra màn hình thì làm như sau, chúng ta dùng lệnh print. Đây là cái lệnh in ra màn hình, đúng không nào? Thử nhé. In ra màn hình là tổng hai số, tổng và hiệu thôi. Thế này, 27 và 7. Nó khác nhau bởi số cách nhé. Thằng mềm nó tạo ra sẵn nhé, vì là lệnh tin này là mặc định nó in ra các cái dữ liệu nó khác nhau bởi số cách rồi, cho nên là nó chuẩn rồi, 27 và 7. Bây giờ tôi muốn in ra PQ này ra một file. In được không? Được, làm như sau nhé. Đây. Tôi tạo một cái file. File out nhé. Đây, tên là file là ví dụ như file là data1 out. Thông thường người ta khi ta tạo ra cái file đưa dữ liệu vào thì người ta đặt tên file là file đuôi nó là in. Còn đưa dữ liệu ra thì thường người ta đưa ra cái file là file out. Được chưa? Đấy. Sau đó thì các bạn vẫn là cái app này chúng ta tạo ra cái file là file đối tượng là kiểu kia dùng cái biến f để tạo ra đối tượng file, và tạo đối tượng file này là đối tượng file để ghi ra làm như sau, fo ghi là cái tên file này này, đúng không nào? Nó phải nó là cái này là gì đó, yeah. Đây là lệnh này. Vì sao? Vì cái data board này là tôi chỉ ghi ra hai số PQ thôi, chứ tôi không cần thiết có cái tham số ăn cố định nữa. Và đây là xong. Như vậy là sau lệnh này thì là trên màn hình, trên máy tính ấy, nó sẽ tạo ra một cái file là data1.out và ở cùng thư mục với cái tệp dữ liệu 1 này. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi. Thì đáng lẽ là chúng ta dùng lệnh khác, nhưng mà tôi có các bạn là tôi nói các bạn sẽ dùng lệnh print như sau. Chúng ta dùng lệnh bình thường. Đó là p phải q cũng như là ở đây, đúng không nào? Nhưng mà nếu mà lệnh print không là thôi thì sẽ in ra màn hình. Còn chúng ta muốn in ra máy in thì muốn in ra file chúng ta thêm một cái nữa là thêm một cái tham số là file bằng và đối tượng file muốn ghi ra chính là f. Đây chính là cái lệnh là in ra pq ra cái file ra đối tượng file là f. F của chúng ta đây là gì? F này, f chính là data, chính là fo này. Đó, thấy không nào? Và data 1.out. Đó, thì bây giờ tôi chạy nhé. Và thì bấm lên chạy. Đây là chính mình đây là cái chỗ này chính là cái lệnh print này, được không nào? Đó, là tôi quên mất, thực ra lệnh nữa là xong rồi, dùng là close lại sau nó mới cho phép rồi nhé, tôi dùng lệnh close để đóng lại, xong in ra tôi đóng lại thử nhé, lại rồi bây giờ tôi mở xem này. Tôi mở và tôi dùng này, cái file out của chúng ta này, file data 1 out là file vừa mới tạo ra đây này. Mở xem nhé. Đây, 27 chữ 7. Thấy không nào? Vậy chúng ta vừa mới dùng lệnh đọc và ghi dữ liệu này, ghi dữ liệu 1 đâu rồi. Đây. Chúng ta dùng lệnh là print pq file file bằng f
thì nó sẽ ghi ra file ép giống như ghi ra màn hình cũng hệt luôn nhé. Và ghi ra màn hình là cái file mà tôi vừa biết ra là file nào, file data.out này. Rồi điều chúng ta xong ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 là sau chúng tôi sẽ in ra màn hình như sau. Tôi sẽ in ra màn hình là đầu tiên là sẽ ghi ra file. Đầu tiên là số N, xong tiếp theo là N học sinh nhé. Ví dụ như vậy. Được chưa? Giả sử tôi có cái file danh sách của tôi là học sinh trong lớp như vậy nhé. Đỡ. Ví dụ như vậy nhé. Đây. Người đầu tiên là người thứ hai là Bình. Người thứ ba là Duy. Người thứ tư là Nguyễn, cái dự thành là Nguyễn Quốc Việt. Người thứ năm là ví dụ như nhé. Tại chúng ta đây nhé. Điều đầu ba của tôi in ra như sau này. Tôi sẽ in ra một ra cái file là file data2.out và dòng đầu tiên là số sinh trong lớp trên chiều dài của cơ DS này. Và tiếp theo là số N. Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng là tên học sinh trong lớp. Đó. Thì ta làm như sau nhé. Cái bài này là cái bài tôi xin ghi về cho nó dễ giờ chúng ta hình dung nhé. Đấy, bài này là ghi ra file dòng đầu số N dòng tiếp theo là N học sinh. Cái file mình mà chúng ta dùng lệnh pin thì chúng ta cứ tưởng tượng cái file đó trên màn hình và mọi việc là rất đơn giản. Rồi như sau nhé, đây làm như sau này. Gọi cái F là cái file ghi ra nhé, là file đã hai mà thì các bạn nhé, hai chấm ao nhé, là file ghi diễn ra của bài số 2 này. Rồi tôi biết là N, tôi gọi N chính là len của danh sách. Yeah. Rồi bây giờ tôi bắt đầu làm này. Tôi gọi mở là cái file là dùng để ghi ra và dùng open để tạo ví dụ file. Chúng ta chính là for 2.out và chúng ta tạo ra file dùng để ghi ra. Chúng ta dùng và cái file này là ghi ra là có tên thiệt nên phải có cái encode bằng UTF ngang 8. Đó. Lệnh này nó sẽ tạo ra một cái file trên đĩa có tên là data2.out. Và cái file này là file rỗng hoàn toàn. Giả sử trên máy tính có file data2.out rồi thì máy tạo lại cái file đó mà xóa sạch đi mà nó để rỗng và đồ đọc để ở đầu và nó sẵn sàng để ghi ra nhé. Rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu ghi ra này. Và bây giờ chúng ta ghi ra, chúng ta dùng pin, chúng ta in ra và chúng ta tưởng tượng in ra như là in ra màn hình vậy. Làm như sau nhé. Đây, tôi dùng lệnh là pin. Đầu tiên tôi ra số N có số dòng. Lệnh pin nhé, gọi N này. Sau đó là tôi dùng cái file bằng F nhé. Và này, như thế này nó là pin thế này ra là nó số dòng nhé. Sau đó tôi sẽ for in range N này là đấy nhé. Còn cái pin pin a đúng không, đó là file F in ra từ học sinh một AK này là có danh sách không phải là A đúng không, nhầm, không phải là A mà là danh sách. Anh ra là file này là cái dãy là dãy này mà danh sách thứ K đúng không? N đây là len của danh sách rồi. Chú ý có cái file chấm bằng F nhé. Không có cái này thì in ra màn hình. Còn có đó thì in ra file nhé. Và in xong thì làm gì? In xong thì chúng ta dùng lệnh là F close
hiện như là làm vậy này, tôi ghi ra là cái file là ghi dữ liệu số 2 nhé. Đấy. Bây giờ tôi kiểm tra này, chạy thử này, xong không gì cả. Bây giờ tôi mở cái file ra nhé, tôi mở cái file data 2.out ra, xong đúng là đầu tiên là số lượng số n nhé, sau đó là tên của từng học sinh một không. Tôi gọi cái data 2.out để file này này. Năm này sẽ là Hà, Bình, Huy, Nguyễn Quốc Việt, Hòa, thấy không nào? Được chưa? Bây giờ tôi làm tiếp một cái bài nữa nhé, một cái bài như này nhé, để tôi làm bài số 3 này tôi sẽ làm khó một chút, là đọc dữ liệu cũng từ file và ghi ra cũng từ file, được chưa? Nhé. Được rồi, thì tôi làm như sau nhé. Vì cái bài số 3 là bài khó hơn, là tôi là vừa đọc vừa ghi. Bài số 3 là bài đọc vừa ghi. Thì tôi làm như sau nhé. Ví dụ 3, chúng ta sẽ kia vừa đọc vừa ghi. Thì đầu tiên tôi phải tạo ra cái file dữ liệu đọc đã nhé. Thì tôi sẽ dùng cái dữ liệu data 0 rồi này. Tôi sửa một chút cái này đi nhé. Tôi sửa như sau này. Data này bây giờ tôi sẽ save as rồi. Open save as sang cái file là gọi là data 4 đi, data 4. Không gọi là data 4 hay 5 nhỉ. Dữ liệu 3, dữ liệu 4, đọc 2, đọc 3, tôi đọc 2 dữ liệu 4 này, data 4. Rồi. Data 4 bao gồm như sau, là đầu tiên vẫn là số lượng danh sách học sinh trong lớp này. Tiếp theo là tên từ người một, sau là điểm này, có 2 điểm. 2 3 điểm thì tổng 9 này, 10 này, 5 thứ 2 là điểm là 8, 9, 6 này, còn là 6 này, 9, 7 này, 3 điểm này. Tiếp theo là oanh là 10 này, sau là 9 này, sau đó là 8 này. Tiếp theo là hùng này, 9 này, 10, sau đó là 6 này. Quang là 7.9, số là 5.1, đó là điểm này. Rồi, vậy là dữ liệu của chúng ta là như thế này, gồm có là dòng đầu tiên là số N. N dòng tiếp theo gồm có dữ liệu như sau, đầu tiên là tên học sinh, tiếp theo là 3 điểm số. Kết quả đưa ra là như sau, kết quả đưa ra là như này, là không cần 5 nữa, và in ra là N dòng, mỗi dòng là tên học sinh, sau đó là điểm trung bình của các những điểm này nhé. Được chưa? Cái file này là file. Và bây giờ tôi sẽ viết tương trình như sau. Đọc dữ liệu từ cái file này và in ra kết quả là điểm trung bình của từng học sinh và tên học sinh như vậy. Sao cái file là gồm có N dòng, mỗi dòng gồm có tên học sinh và điểm trung bình của học sinh đó. Được chưa? Rồi, mình làm như sau này. Bây giờ tôi tạo ra một trình mới. Được chưa? Đặt tên là một chương trình vì đây là mới tinh, cho nên là tôi sẽ tạo ra chương trình là vừa đọc vừa ghi nhá, chương trình đọc dữ liệu rồi ra là tên của file đọc, chúng ta là file là data 4 đúng không, data 4 in fo dữ liệu ra, tôi ví dụ như là data 4 chữ in là có rồi, là cái file này đây này, còn data 4 chữ out là chưa có. Bây giờ tôi sẽ tạo ra phần này, sẽ là file ghi dữ liệu mới đúng không, tôi ghi rằng là file ghi dữ liệu 4 như thế nào. Rồi bây giờ tôi làm nhé, làm 2 bước. Bước 1 là tôi đọc dữ liệu, bước thứ 2 tôi ghi dữ liệu nhé. Cái này hay, tôi làm cái gì đó hay nhé. Bước 1 tôi làm dữ liệu là nhập dữ liệu. Ông cái hàm đưa phụ trợ, một cái hàm này cho nó dễ, một cái thủ tục. Xong rồi lệnh thứ 2 là ghi nhé. Rồi làm như sau này, tôi để đọc dữ liệu nhé. F bằng open
Chúng ta là FI, như là FI là cái tên file để dùng đọc dữ liệu này, nhớ không? Là error, mà error không cần nữa, tôi dùng ăn cũng đinh, hai đều dùng đều có cái gì cả. Ăn cũng đinh bằng UTF. Okay. Rồi tôi vào đọc nhé. À, đọc như sau này, tôi đọc vào số N nhé, N này, N là số lượng đầu tiên này, N trên là in của F, F là gì, red line, red line là đọc mà, red line là đọc đúng một đồng thôi, quả trả lại N, sau đó là tôi như sau này, tôi sẽ em tạo ra như sau. Tôi phải có cái danh sách tên, tôi phải ghi ra là phải ghi làm hai mảng, mảng một là danh sách tên, mảng thứ hai là danh sách điểm của học sinh. Hãy phức tạp một tí nhé. Cái mảng một tôi đặt là tên thôi, như vậy đây tôi đặt tên bằng mảng thứ hai là điểm học sinh. Là có ba điểm, là mỗi học sinh này là có ba điểm và hai cái đó nhé. Rồi, sau tạm như sau này tôi for apply in F. Như vậy là cái dọc các phần tử của F nhé, phần tử của F. Okay. F là cái tiếp theo. Hết đọc hết dòng đầu tiên này. Sau đó đọc là cái dòng tiếp theo là đọc từ đây từ đây đến đây. Thế này nhé. Thì làm như sau nhé. Tôi phải gọi cái A này. Đầu tiên A tôi tách ra, dùng line, tôi dùng... Được chưa? Thế là A sẽ là tách ra từ một line, thì cái dòng cái phần từ đầu tiên của A chính là tên. Yeah. Thì viết lên, tôi viết ngay là tên pen cái A A không là tên. À, có ba phần tử tiếp theo. Ba phần tử tiếp theo là cái gì? Là tôi sẽ phải lấy ra từng phần tử một mà tôi đưa vào một cái vào cái điểm. Nhưng ba phần tử tiếp theo đó là làm như sau, tôi dùng cái tôi gọi B đi. À, B bằng vì cái A này chính là cái này, A nó chính là bốn phần tử là như này. Đấy. Thì tách ra cái A0 là cái bình. Còn cái ba tiếp theo này tôi sẽ phải đưa vào một dãy B nhé. Đấy, thì dãy B là như sau này. Vì cái A này nó làm một cái mảng rồi thì là như sau, đây là nên là như này, bắt đầu từ một đúng không này. Đấy. Trên là ký hiệu này, nhãn hiệu này là đây là ký hiệu là slicing, là chỉ số bắt đầu là một, còn chỉ số cuối là tôi để trống là đến cuối. Như vậy B là gồm có ba phần tử, ba phần tử nhé. Mỗi thứ như vậy là vẫn là một sâu. Bây giờ tôi muốn chuyển thành vốn là ấy, tôi phải chuyển thành gì, tôi phải chuyển nó thành thành số. Thì làm như sau, chúng ta một chút là như thế này, chúng ta nhìn lại một chút cho for i in nguyên ba, tôi biết chắc là ba rồi mà, b của i tôi sửa lại là float, b của i đây là chuyển các phần tử của b sang gì, sang là float. Đó. Nhưng mà sau đây này b sẽ là một dãy các cái số rồi, dãy số vào tôi, việc tôi đưa vào điểm b. Yeah. Yeah. Đây này thì tôi đóng lại như vậy, nhập đã xong và đây tôi F low đóng lại và tôi trả về giá trị nhé. Yeah. Vì đây là cái hàm này là mà trong một cái dép, trong một cái thủ tục con
Vì tôi muốn lấy ra giá trị là vừa n vừa tên vừa điểm, tôi phải trả lại, như vậy là tôi phải dùng return. Return vừa n này, đấy này, tên này, điểm. Đây là cái hàm, ví dụ một cái hàm mà nó trả về là ba giá trị. Giá trị đầu tiên là số n, là số phân tử của dãy, của dãy trong lớp. Tên lại là dãy các cái tên, và n là dãy các cái điểm của từng học sinh một. Mỗi phân tử điểm, mỗi phân tử của điểm là một dãy ba phân tử, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo này nha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái lệnh nữa để tôi tính điểm trung bình, tôi mới in ra được. Vậy tôi phải làm một lệnh nữa, đấy là nó gọi là cái hàm này là đầu vào của nó chính là cái điểm, mà đầu ra là một cái dãy các cái phần, các giá trị trung bình của điểm nhé. Đây, vào đây là điểm. Đấy, như này. Đầu vào của cái đếp tính này là trung bình này là dãy các dãy điểm. Mỗi phần tử của điểm là ba điểm, là dãy ba điểm, là dãy này này, ba điểm này này. Đấy, này này. Bây giờ tôi sẽ phải với mỗi phần tử như vậy tôi sẽ phải tính trung bình, được chưa? Thế đơn giản lắm, như là như sau nhé. Đây là như sau này, tôi tạo ra một cái dãy khác là dãy là điểm trung bình, tôi biết là d điểm trung bình. Và tôi làm như sau nhé. Bây giờ for x in điểm. Mỗi x này này nó là ba phần tử, nó là ba cái dãy, đúng không? Thì tính trung bình thì làm như sau. Tôi viết là trung bình này nó sẽ bằng như sau, bằng là 1/3 tôi là sum của x thì là mỗi phần tử x thì của điểm làm dãy ba điểm, yeah. Tôi lấy sum tôi chia cho len x thì nó ra là phần tử trung bình rồi, đúng không? Đây chính là tính trung bình này. Trong một trung bình này tôi sẽ là như sau, tôi sẽ điểm trung bình là mỗi phần tử điểm là tính ra giá trị là trung bình này, và tôi ghi vào cái bổ sung vào cái dãy là điểm trung bình nhé. Đấy, mà sau đó ở đây tôi sẽ ghi thêm mẹ các bạn này là đầu vào là một dãy các điểm, và đầu ra là một dãy các cũng là dãy điểm trung bình nhé. Đấy, bây giờ tôi làm cái hàm thứ ba là hàm ghi dữ liệu nhé. Đây là phần này là phần trung bình. Xem bây giờ tôi đến cái thứ ba là ghi dữ liệu. Nó đơn giản nhé. Được sao? Bây giờ như chúng ta có n rồi này, có tên, có điểm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính điểm trung bình, mà chúng ta sẽ ghi ra cái file đó nhé. Đây, tôi viết là f báo f là bằng o ô là cái file tôi ghi ra, đúng không nào? Sau đó là dùng cái cực hiệu để về kép, vì chúng ta không phải có được kép. Sau đó là encoding bắt buộc phải có, mình ghi ra là có tên học sinh UTF ngang 8. Cái lệnh mà chúng ta sẽ mở file ra để ghi nhé. File này sẽ là file này có tên là data.out. Đây, data.out đây. Chưa? Rồi, thì tôi đầu ghi này nhé. Không còn ghi n nữa, nhưng mà chúng ta có n rồi, chúng ta chỉ việc chỉ là for i in range, đã có n rồi mà, n được chưa? Và với mỗi như vậy chúng ta sẽ ghi như sau này nhé. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tên người, đúng không? Người chính là tên học sinh, học sinh ký y. Đây, đây. Đó là phải ra cái điểm trung bình y, đúng không?
ghi ra, nhưng mà ghi ra cái gì? Ghi ra với cái file là bằng F, ghi ra file chứ không phải ghi ra màn hình nhé. Nếu bỏ, nếu bỏ cái file bằng F ra là sẽ ghi ra màn hình. Còn nếu mà thêm chữ file bằng F là ghi ra file. Được chưa? Nhưng mà chỉ cần ghi như vậy thôi. Tên EI này, trung bình EI này. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ đóng lại F. Xong. Như vậy là xong ba cái hàm chứng định nghĩa từ mô tả hình chính nhé. Đây là hình chính nhé. Đây là mô tả ba cái hàm quan trọng, hàm lọc dữ liệu này, hàm tính này và hàm ghi này. Hàm ghi không cần trả lại cái gì hết, hàm ghi video file xong là xong luôn. Hàm nhập dữ liệu sẽ trả lại ba giá trị là tên, điểm n, tên và điểm. Hàm tính trung bình đầu vào là điểm, đầu ra là điểm trung bình. Đấy, thì chúng ta làm nhé. Đầu tiên là chúng ta nhập dữ liệu, chúng ta dùng trả lại là n là 1, n là 2 và điểm là 3 bằng là nhập dữ liệu. Thứ nhất nhé. Lệnh thứ hai, điểm trung bình bằng trung bình. Đây, trung bình đầu vào là điểm. Đúng không? Và lệnh thứ ba, lệnh thứ ba là ghi dữ liệu. Như vậy là chúng ta có ba lệnh nhé. Lệnh một là nhập dữ liệu. Dữ liệu, nhưng mà nó là cái hàm này nó trả lại giá trị là n, tên và điểm. Chúng ta phải tính ra cái n, tên và tên điểm nó chính là ở của trên này này, nó sẽ là ba cái biến tổng thể của chương trình. Và ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy nó hết. Thì nó là biến tổng thể. Nó không là biến nó biến tổng thể, ở đâu chúng ta cũng nhìn nó như là một cái đối tượng. Thì cái hàm này, cái lệnh này nó sẽ là đầu vào nó là điểm và nó trả lại giá trị là cái dãy các điểm trung bình ở đây. Trung bình ở đây. Và đây chính là đầu ra, được chưa? Đấy, để chúng ta chạy thử nhé, xong đúng không nhé, chúng ta chạy thử này. Chạy xong rồi. Là xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái file ra, mở cái file data 4.out ra. Chưa mở đúng không? 4.out cả. Đây này, mở cái file này. Đấy. Bình này, Hà này, Oanh này, Hùng này, Quang. Vì nó dài quá, bây giờ tôi muốn ngắn lại, tôi làm như nào, tôi làm như sau. À, đây tôi làm tôi dùng lệnh thao cho nó ngắn lại thôi. Dữ liệu 4 đúng không? Đây. Tôi chú ý như này. Tôi sẽ dùng cái này, tôi dùng cái hàm rao, tôi đóng hàm rao. Tôi ấy lại ra các điểm này, bình này với hai số không có phải thôi. Hai số. In ra thế là tên này và điểm trung bình của từng học sinh một là hai số sau sau chấm phẩy. Tôi chạy thử nhé. Đây, tôi mở cái file này. Data 4 này tôi là này. Bình là 9.17, Hà là 8.3, Oanh là 9.8, 9.0, Hùng là 8.33 và Quang 5.67. Được chưa? Đấy, bây giờ vừa rồi tôi vừa mới mô tả các bạn là một cái chương trình rất hoàn chỉnh đầy đủ, là vừa đọc vừa ghi dữ liệu nhé. Mà chúng ta chú ý là cái lệnh ghi dữ liệu là tôi mô tả các bạn lệnh rất đơn giản là chúng ta dùng chính lệnh print và chúng ta tưởng tượng là in ra file chính in ra màn hình, rất là dễ nhớ. Đấy. Như vậy là tất cả các lệnh print giống hệt như lệnh print bình thường, nhưng mà chỉ thêm vào nó một cái đối số là file chấm file và chấm và sau là cái tên của cái đối tượng file chúng ta muốn. Nếu chúng ta bỏ cái file đi, chúng ta sẽ in ra màn hình. Như vậy trong chương trình của chúng ta có thể là vừa đồng thời vừa in ra màn hình, vừa đồng thời in ra, vừa đồng thời in ra màn hình ra file được. Ví dụ nhé, tôi sẽ in ra, tôi thêm lệnh nữa ở đây. Đồng thời tôi vừa in ra, vừa đồng thời in ra file, vừa in ra màn hình như này. Đấy. Vậy là cái lệnh này là in ra file này, cái lệnh này in ra màn hình này, được chưa? Bây giờ tôi chạy thử xem nhé, vừa in ra file vừa ra màn hình luôn.
Indent cho mình như này. Nó là cái này đây. Đó. Và file đây. File nó vẫn là thế. File đây. Vậy nó rất là thuận tiện là cho phép là đồng thời vừa in ra file vừa in ra màn hình. Rồi như vậy tôi vừa hôm nay là cái buổi mà chúng ta mất khá nhiều thời gian, tôi muốn làm cẩn thận cho các bạn xem để cho thấy là cái chương trình này là không có ở trong sách giáo khoa, cũng không có trong sách giáo khoa, cái đó chứ không có. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết để chúng ta dành cho học sinh khá giỏi. Còn nói chung là học sinh là cần phải biết cái lệnh này. Lên lớp 11 nhé. Lên lớp 11 là học sinh học tiếp cái phần lập trình này thì đương nhiên là phải biết là bỏ ra file rồi. Trên lớp 11 thì toàn bộ tất cả các ví dụ đọc dữ liệu đều đọc từ file hết, ghi từ file hết. Lớp 11 sẽ không có ví dụ nào là đọc từ bàn phím hay ghi từ bàn phím đâu, ghi ra màn hình đâu, mà tất cả các lệnh đọc ghi ở lớp 11 là ghi lấy từ file hết. Đây tôi nói các bạn một chút là đây, nhưng mà tôi vừa trình bày các bạn là cái các lệnh đọc và ghi ra đối tượng file nhé. Thì đối với đối tượng file mà ghi ra thì chúng ta dùng lệnh print ghi ra file. Chúng ta dùng lệnh print như bình thường, print là V1, V2 như bình thường nhé. Nó có những cái tất cả nó có những cái ví dụ như là cái E này, có như bình thường nhé. Đấy. Và cho thêm cuối cùng cho thêm cái file này bằng đối tượng file, bằng cái file object. Đấy. Thêm cái này thôi. Cái này mà cho vào thì là ghi ra file, còn không cho vào thì nó là in ra, là nó là in ra, in ra màn hình. Và cái lệnh này nó hay là chúng ta có thể đồng thời ghi ra cùng lúc ra nhiều ra nhiều file nhé. Vì chúng ta có thể mở, chúng ta tạo ra nhiều file để chúng ta ghi ra. Ví dụ ta đồng thời tôi vừa ghi ra là cái dữ liệu, ví dụ tôi cần bài tập của chúng tôi là cần ghi kết quả, cần ghi kết quả ra nhiều file cùng lúc, ghi được không, ra nhiều file. Đấy. Ta chuẩn bị này thôi. Chúng ta cái file này ra chúng ta đổi thôi. Thì lúc thì ra file 1, lúc thì ra file 2. Chúng ta tạo ra hai đối tượng file để ghi. Và như vậy là cho phép ghi ra, là cho phép in ra, cho phép in ghi ra. Ghi ra đồng thời. Đồng thời nhiều file. Và đồng thời màn hình luôn, không cần thiết. Đồng thời ra màn hình luôn, không ảnh hưởng gì cả. Bỏ cái file bằng đi thì nó ra màn hình. Còn nếu mà ghi file vào cho cái chữ, có chữ file bằng thì là ghi ra file. Nhưng mà cái lần này là rất thuận tiện và rất là tốt. Và tôi cho các bạn xem là ở trong cái cuốn sách tin 10 của bên bên Cánh Diều thì cũng có cái bài đọc thêm. Để cho các bạn xem cái bài đọc thêm của nó, thì đọc thêm này theo tôi là rất là dở. Bài đọc thêm cho các bạn xem cái hình nhé. Để cho bạn xem. Này, thì đây là cái em, đây là cái em, cái dữ liệu ở bên đó này, cái file bên đó này. Đấy. Thì họ đề nghị là như này, cái làm của họ là như thế này. Thì theo tôi cái làm của họ là không hay lắm. Đây. Là như sau. Là nó phải họ dùng một cái hàm ở trong cái thư viện là SIS. Thư viện SIS là cái thư viện rất là người thường là chọc đấy là rất nghiêm, thư viện là hệ thống. Và có hai cái hàm là hai cái hàng số là ST in và ST out. Thì nó gọi là nó tạo ra hai đối tượng file. FI là dùng để mở file, còn FO là dùng để ghi ra file, giống như tôi nói đúng không? Cũng phải như vậy. Nhưng mà nó khác này. Nó dùng cái hàm SIS này để đặt cái ST in bằng FI. Thì sau lệnh này thì các lệnh input nó sẽ đọc từ file, còn khi đọc đặt lệnh này sysstdout bằng fo thì khi lệnh print nó sẽ in ra file. Thì cái này nó có cái làm này nó rất là nhược điểm như này là nó khi tạo ra cái này rồi thì nó chỉ luôn lệnh print là in ra file, không thể in ra mình nữa, và chỉ in ra được một file thôi. Và nó đang in ra file mà tôi muốn chuyển sang màn hình thì không chuyển được,
hay lệnh tôi đặt là sysstdin bằng fi thì lệnh input là đọc từ là đọc từ từ file. Sau đó cho nên là khi đặt lệnh này rồi thì chúng ta không thể nhập tua phím được nữa. Nhưng mà nó làm cho chương trình nó rất là khó. Thì theo dõi cách làm này là cái bài đọc thêm này của bên sách nha. Của bên sách cái chiều là hơi là không chính xác. Thì cách này mà tôi bảo các bạn làm là nó chính xác hơn rất là nhiều lần nhé. Cách mà tôi bảo các bạn làm ấy là chúng ta tạo ra đối tượng file như bình thường và đọc file thì chúng ta dùng hay để là hạ lệnh chính, lệnh là read line, đọc từng dòng một từ cái file, từng mỗi dòng một sâu từ cái file text đó, và lệnh này là for line in s là dùng để đọc nhiều dòng cùng một lúc từ vị trí đầu đọc hiện thời cho đến cuối của cái file đó. Thì chúng ta kết hợp giữa hai lệnh này để chúng ta làm. Hoặc lệnh này cũng được, lệnh này cũng được nhé. Hoặc lệnh này cũng được. Thì cái lệnh đọc file này là nó đọc thẳng từ file mà không ảnh hưởng đến cái lệnh input cả. Chúng ta vẫn input từ bàn phím như bình thường. Còn lệnh ghi file thì chúng ta giống như bên kia và chúng ta không cần thiết phải đặt gì hết. Chúng ta chỉ làm lệnh print và chúng ta thêm cái file này bằng file text file là được, ok, cái đối tượng file là được. Và như vậy chúng ta có thể đồng thời in ra nhiều file, đồng thời vừa ghi ra file vừa ghi ra màn hình, không ảnh hưởng gì cả. Còn đọc, chúng ta có thể đọc vào cũng như vậy, chúng ta có thể đọc vào từ nhiều file cùng một lúc là được. Hoặc ta có thể đọc vào cùng một lúc từ nhiều file và cùng một lúc vừa đọc từ nhiều file từ bàn phím cũng được. Như vậy vì cái lệnh này nó không ảnh hưởng đến lệnh input, cho nên là chúng ta hoàn toàn chúng ta chủ động. Thì cách làm này là theo tôi là rất hợp lý hơn hẳn là cách mà trong cuốn sách kia viết nhé. Thì như vậy hôm nay là tôi nói theo nhưng mà đến đây thì vừa vặn hết thời gian mất rồi nhé. Thì như vậy cái bài này là cái bài theo tôi là cái bài rất quan trọng, là cái bài mở rộng hơn một chút thôi, nhưng mà bạn thấy là vừa rồi tôi có ví dụ và tôi đã làm cái ví dụ là cái này là minh chỉnh rất là hoàn chỉnh, cùng có ba cái hàm đấy, đọc và ghi. Vậy hàm nhập này, hàm ghi này và cái hàm thì trung bình là nôm na là cái hàm này xử lý dữ liệu. Như vậy đọc dữ liệu từ file, sau đó là xử lý, sau đó là in ra. Cái file này hơi dài một chút nên tôi làm chậm cho các bạn quan sát. Hôm nay đáng lẽ tôi định nó xong phần này, tôi sẽ quay lại cái hàm học sâu hơn về hàm, nhưng mà chúng ta chắc là không đủ thời gian. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Là mình có ai hỏi không? Có ai thầy cho em hỏi, khi mà mình run những cái chương trình nguồn á, mình run những cái chương trình nguồn thì cái file input mình phải open ra luôn vậy hả thầy, hay là mình để cho nó trong cái thư mục luôn? Cái file này à? À, thí dụ như những cái file là chấm b á, cái file mà chấm những cái file mà chấm b như thế này nè, vậy thì những cái file mà data in mình cần mở ra luôn không? Cái file đôi pi gì thì dạ file đôi pi là cái file chương trình của Python, chúng ta phải mở ra cho nó chạy được chứ. Dạ đúng không, khi mà mình run cái chương trình mà chấm bi á, vậy thì những cái dữ liệu như data chấm in thì mình có cần mở ra để không cần mở đâu. Dạ. Ở đây mở ra cho các bạn xem để cho chúng ta hình dung thôi chứ không cần mở nhé. Cái này là mình mở ra để cho các bạn xem luôn để hình dung thôi. Còn tất cả các file để input output là không cần mở ra, chỉ cần mở ra cái file pi thôi nhé. Dạ, em hiểu. Còn cái file data in out là file tôi cố tình mở ra là cho các bạn xem để các bạn so sánh thôi. Còn chương trình khi cho chạy ở lớp ở nhà chúng ta không cần mở ra. Mà chú ý là ở đây chúng ta phải để nói chung là phải để cái file file pi cùng thư mục với cái file in hoặc là file out nhé. Còn nếu khác thư mục ý, thì chúng ta phải chọn cái đường dẫn rất là phức tạp. Thực ra vẫn được thôi nhưng rất là phức tạp. Chọn đường dẫn tuyệt đối vào cái file ví dụ ở chỗ này nhé, chúng ta mở file nhé. Thì ở chỗ này là đây là đề tên file, để như này tức là nó là cùng thư mục. Còn nếu chúng ta mà không cùng thư mục ấy, chúng ta đây chúng ta chỉ rõ là c 2 chấm bằng đúng không, như thế đúng không? Nhưng mà khi mà c 2 chấm bằng chéo này thì nó lại vướng cái dấu chéo này. Cái dấu chéo này chính là cái dấu gì, là cái chính là cái dãy thoát, rất là dễ bị nhầm lẫn đó, cho nên là rất hạn chế. Cho nên khi mà dạy thì tôi đề nghị các bạn là tất cả các cái file dữ liệu nên để cùng thư mục và cái file đỡ phải chỉ đường dẫn, mà chỉ đường dẫn thì là phải chỉ đường dẫn tuyệt đối từ đầu
từ 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 thư mục C hoặc thư mục D gì đó thì nó rất là dễ bị ảnh hưởng đến các cái dãy thoát, các dãy điều khiển đấy, mà nó bị lỗi. Chúng ta chú ý. Ở đây tôi để tất cả vào trong cùng một cái thư mục hết để mà làm cho nó thuận tiện để chúng ta thư mục của chúng ta thuộc này nó có đủ cả file nhé. File in A và file đuôi pi là trong cùng một thư mục hết. Thế nên dễ nó là thuận tiện khi chúng ta xử lý nhé. Các bạn có hiểu không, có cần hỏi như thế này không? Phần này là phần tương đối khó, hơi bắt đầu hơi khó một chút nhé. Mà tôi làm rất là kỹ cho các bạn rồi đấy, rất là tỉ mỉ từng lệnh một để chúng ta hình dung được cái cách mà chúng ta đọc dữ liệu từ file và ghi ra file như thế nào. Nguyên tắc đọc dữ liệu từ file là đọc từng dòng một và xử lý từng dòng một như là một sâu ký tự. Đó. Nguyên tắc của nó giống như lệnh input là đọc từ bàn phím và xử lý từng dòng một như là một sâu. Còn ghi ra thì rất hay là chúng ta có cái lệnh print, là chúng ta tạo lệnh print trên màn hình rồi chúng ta chuyển nhanh sang lệnh print ra file rất là dễ. Nhưng mà những cái file .in và .out á thầy, khi mình tạo ra là nó mặc định, là ba thần nó mặc định là nó nằm chung với cái thư mục của cái chương trình nguồn luôn. Đúng thế. Dạ. Yeah. Mặc định là cùng thư mục luôn, mà khuyên là đặt cùng vào đấy. Đúng không? Yeah. Khi mà ghi in ra, khi mà file out ra thì nó mặc định là gọi cùng rồi, nhưng mà file in ấy thì chúng ta đặt phải tạo file in trước, đúng không? Dạ, yeah, file in thì mình tạo. Chủ động mình đặt cùng thư mục. Và đặt cùng thư mục luôn. Nói với chương trình nguồn, còn cái file out là mặc định nó sẽ cùng thư mục. Đúng thế, để như này là mặc định là cùng thư mục luôn. Cho em hỏi có cách nào để cho nó khác thư mục không ạ? Được thì ta phải được dẫn thôi. Nhá. Mà đừng dẫn thì là dễ bị lỗi thôi, còn tùy các bạn nhé. Hoàn toàn để ví dụ tôi về để C 2 chấm toàn nhá, nên C 2 chấm này. Nhưng mà nó khó nhé. Vì cái này tôi không nói là đối với sâu nhé, đối với sâu mà chúng ta có rất nhiều những cái ký hiệu mà nó ảnh hưởng đến cái sai. Tôi lấy ví dụ là cái như này nhé, là u chẳng như là như thế này đúng không, nó là như thế này chẳng, ví dụ đấy nhé, cái lỗi luôn nhé. Vì sao cái này lỗi đấy, vì sao là về cái u này là nó bị là ký tự đặc biệt mà đấy. Cho nên là giả sử được, có giả sử như này nhé, thì trước đó rồi chúng ta làm như sau này, chúng ta làm như này thì nó không bị lỗi nữa này. Lấy ví dụ nhé, chúng ta phải xử lý cái đó, chúng ta làm như này, chúng ta phải để như này này được. Để như này thì nó chính là cái này nó chính là cái hai cái này nó hiểu chính là một mực vạch đấy. Cái này hơi sâu một chút, hoặc là như thế này, đây là cái file, đây là cái trình lỗi. Đây là một cái sâu ký tự Unicode lỗi. Bây giờ muốn cho phần mềm tự động xử lý Unicode lỗi, cho làm như sao, chúng ta để trước chúng ta có chữ R vào những cái này hơi khó lắm, cái này hơi khó. Để R thì nó bị không bị nữa. Để chữ R đằng trước cái sâu này thì bảo đảm sâu đó nó không bị lỗi được nữa. Đây là cái mẹo thôi nhé. Cái này là phần nâng cao quá, tôi không muốn nói các bạn. Thêm chữ R vào đằng trước cái sâu đó thì nó không có gì bị lỗi nữa. Chữ R nó nghĩa là raw. Là error là một cái sâu mà máy bảo đảm, tức là nó tạo ra cái sâu là thuần túy Unicode mà nó là raw Unicode, và máy sẽ tự động xử lý để nó không bị, máy tự động bên trong nó sẽ xử lý tất cả những chỗ mà là dãy thoát ấy, nó tự động xử lý, mình không phải xử lý nữa. Thì đó là một cách mẹo thôi, nhưng mà theo tôi thì chúng ta để cùng một thư mục là hợp lý nhất nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, hôm nay thì chúng ta không kịp làm xong bài sau nữa. Chúng ta nhớ thứ bảy chúng ta học lại nhé. Em chào thầy ạ. Chào các bạn. Em chào thầy. Từ đây là bắt đầu nó càng khó dần nhân sâu vào rồi đấy nhé. Rất là sâu vào và với Python rồi đấy.